Em tên là Trần Thị Ngọc Hân, nay em 21 tuổi. Chị làm dâu được bao lâu rồi? Em làm dâu được 3 năm chị. 21 tuổi, con dâu trẻ quá nha. Bây giờ mình nói chuyện về cái lần đầu tiên mà mình gặp mặt con dâu tương lai này đi. Ấn tượng mình như thế nào? Cái lần đầu tiên mà gặp con dâu là nói thật sự với anh Quyền Linh là thì không biết làm sao nói. Tại vì lúc cái thằng con dẫn cái cô nàng này về giới thiệu gia đình thì cô này mới có mười mấy tuổi à. Thì mình thấy dẫn về là mình hết hồn rồi. Mình mới kêu cô này vô, mới nói nhỏ với nó: con à, đó nhà con ở đâu? Rồi hỏi chứ con quen với ở nhà bị kêu chồng đó là Bin. Nói đó con quen với thằng Bin đó là bao lâu rồi? Nó dạ con cũng mới quen có mấy tháng à. Tôi nói trời ơi sao con gan quá vậy, mấy tháng mà con dám đi theo vậy? Cho nên đi, ảnh đâu có làm gì con đâu. Nói nào ngay đi, thì tôi cũng thật lòng. Thì mới dẫn vô thì nói con là con gái ha, bác ở đây thì bác không có con gái, bác con trai không à, nhưng mà mình con gái thì nhớ giữ kẻ nha con. Đó, đi với nó mà lỡ mà nó có kêu mình đi tới chỗ đố nước hay là đi vô trong khách sạn thế tỷ vậy thì con dứt khoát phải giữ mình nha. Tại vì thường thường con trai mà nó không được mình thì nó thèm lắm, nó được rồi là nó bỏ mình đó. Thì bữa đó là nó ra thì nó nói dạ 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 dạ, thì nó cũng không nói gì với mình hết. Nó nói với con mình: mẹ anh nói vậy đó. Thằng con nó mới vô đó, nó: mẹ sao mẹ lộn vậy, con chuyện của con mà mẹ sao. Trẻ là con nhớ nha, con trai nó chưa được, nó thèm lắm. Đúng rồi, con trai chưa được là thèm. Nó được rồi thì nó hết thèm. Mà lúc mà mẹ nói con vụ mà chồng á, trai gì đó nói, sao thì đi học lại với bạn vậy? Mét lại với bạn chắc, vậy? Chắc có lẽ là anh kia rủ đi đâu đó, chị này chị mới nói nè. Chứ không chị không khai đâu. Phải không con? Không? Có không thì con cứ nói hả? Dạ có. Anh rủ đi. Dạ. Anh nói sao? Anh rủ sao rồi mới nói cái đó? Anh nói à, ôi gì, nói giờ đi dẫn nhà rồi giờ xong rồi đi uống nước xong rồi đi. Trời ơi, về nhà anh chơi nha, hai mình đi uống nước xong rồi mình đi khách sạn. Hay quá, mẹ hiểu hết này. Mẹ hiểu ý con trai, nói xong là khi mà em nói dù mẹ nói xong là im luôn đúng không? Trời ơi, hay, mẹ hay số 1 luôn. Con trai cô bao nhiêu tuổi? Lớn hơn con này 11 tuổi, 12 tuổi á. Con cô hay quá người ta. Cái gì chú? Chị cho em hỏi tí xíu là cái lần đầu tiên gặp mẹ chồng á, cảm nhận của chị đối với mẹ chồng như thế nào? Lúc đầu thì hơi run mà thấy nói chuyện với mẹ hồi thấy hết rồi. Mẹ cũng hiền lắm. Nói thật sự cô, đúng là 21 tuổi trẻ quá. Dạ. Mà làm dâu đúng là gặp rất nhiều khó khăn. Nói đúng ra đó, nói thật sự mà nói đó, cô con dâu này cũng sướng. Ở gia đình không có làm gì đụng tới bếp núc hết. Coi như là chỉ ăn rồi đi làm rồi về nhà. Có người dọn sẵn làm sẵn. Thành ra chị không biết. Tới lúc mà về nhà mình ha, là thôi nói đúng ra là chị cũng làm biến vô cùng. Khi nào thí dụ sai đâu đánh đó. Giống như Thiên Lôi vậy, mình kêu là quét cái nhà, quét nhà. Còn kêu làm cái này. Được có một cái là thí dụ như làm cái gì sai ý mình, mình tức là nhiều khi đi làm về mệt mà cái thấy nhà cửa dơ quá cái bực mới la, mới nói trời ơi nhà cửa như thế này làm sao được, trời ơi con nào giờ con thấy nhà mẹ có bao giờ như kiểu này không. Cũng xách chổi đi quét rồi cũng lau nhà, nhưng mà cười được cái là cười. Trời ơi hồi lúc mà mới về chưa có thấy tôi khổ tâm lắm. Mình thì mua bán mình dĩ đoan, mà khi sáng ra cái gặp chị cái mặt chị ụt, nó nói ủa thấy mà ụt gì là thấy rồi rồi sao mà ụt đây? Ụt thì sáng ra không phải thằng nó buồn, nó không có nói chuyện. Nhưng mà sao mình suy nghĩ, mình nói chắc có lẽ là trời cũng sắp xếp nè. Coi như là mẹ chồng vui quá, gặp ai cũng mở miệng cười. Thành thử ra giờ phải gặp con dâu như vậy đang nó bù trừ. Thành ra mình nghĩ như vậy. Cho nên mình thông cảm, cái mình bắt đầu dạy nó: thôi bây giờ mỗi sáng, một là con dậy sớm, thì con gặp mẹ đó, thì con làm ơn con cười cái. Con cứ nhẽo đầu con cười cái vậy, như ăn cái gì cũng được. Nấu ăn mà đừng có mình nói sao nha, mình đừng có tới thì cũng sao. Mà hễ mà mình tới á là chị thấy mình bắt đầu chỉ rung thì không cái cây sẻn rớt thì cũng cái đôi đũa rớt đó, thì mới la nó: con à bình tĩnh đi, mẹ cũng như mẹ của con chứ con đừng nghĩ là mẹ chồng, không phải mẹ chồng.
từ từ làm, không ai hối. Thì chị bây giờ là bắt đầu biết nấu ăn rồi, thành ra cũng đỡ. Không biết mẹ mình nói vậy chị có đính dính điều gì không? Dạ không, nói đúng rồi. À đúng hết luôn hả? Có những điều gì mà chưa hợp không? Con cứ nói à. Cứ nói, mẹ cho phép kìa. À. Mẹ cho phép. Lên đây là coi như mẹ con mình cứ thoải mái. Ai xấu là cứ nói đi. Mà không có chuyện gì sao sáng mặt ục vậy? Nhiều lúc mà mẹ la, mẹ cũng nói nhiều, mẹ la nhiều lắm chứ không phải mẹ la xíu. Mẹ la mẹ hay nói à. Cứ như la chuyện gì á là cứ nói hoài nói dài. Nói mẹ nói dài. Có nói dài được dạ, chắc có. Bà vì ức quá, mà vừa la mình vừa làm thì mình phải lẩm bẩm. Dạ. Chứ giờ lẩm bẩm là làm sao mà thoát nữa. Nó bây giờ cái vấn đề là nãy giờ mẹ em nói là vậy đúng không? Đúng không? Dạ đúng. Đúng, nhưng mà em có sửa chưa? Cũng đỡ nên bớt bị la. Nhưng mà em ít nói chuyện vậy rồi cái chuyện mà hòa hợp trong gia đình nó làm sao ta? Ít trời nói chuyện ơi, quá chị luôn. Này chị ít nói nhưng mà chị có nhiều cái chị chơi bứt gân lắm anh Nguyên Linh. Sao vậy con? Ông xã mình mất 6 tháng 7 tháng gì ạ? Thì chị thấy mẹ buồn, kêu chị mới nói thôi bây giờ mẹ buồn, con dẫn mẹ đi chỗ này vui lắm cho mẹ đỡ buồn, mẹ đi với con. Thì mình cũng nói mẹ diện lên nha, mẹ bận đồ đẹp đồ này kia nọ, thì mình cũng nghe thôi đi chơi thì mình cứ đi. Nó vô quán cà phê ba nhạc đi chơi. Nó đưa vô đi chơi thì không biết, vô đi chơi thì sao không biết, mà nó dỗ một hồi là nói thiệt với anh Quyền Linh. Về không phải, tới lúc đó rồi về mà khi mà bước ra mà kêu nó lấy xe chở mình đi về là nó nói không nghe được một cái gì đó, còn nghe một cái gì á. Hỏi con ơi con nói gì mẹ không nghe nữa. Mà về cả tuần lễ luôn. Tôi nói thôi cái này là mẹ không phải dẫn mẹ đi chơi mà mẹ dẫn mẹ đi tra tấn. Ủa sao mẹ quyết định dẫn mẹ đi ba vậy? Tại hai mẹ con dạ buồn quá. Đó, đó. Mẹ dẫn con đi đâu? Một lần đi hội thảo kêu đi không dám cãi. Nhưng mà lên đó rồi buồn ngủ vô cùng mà cũng không dám nói. Mà đói bụng cũng không dám la. Mà tới hồi mình ngồi bên này mình ngó bên kia. Ủa sao nó làm gì mặt nó làm như nó muốn ngủ vậy? Hụt nữa. Đó rồi. Khi tới khi mà xong công chuyện mình ra mình hỏi chứ ủa con sao nãy ngồi làm gì sao mẹ thấy làm như con buồn ngủ. Trời con buồn ngủ gần chết luôn mà con đâu có dám nói sao mẹ la. Đó thành ra con ngồi con chịu đựng mà phần nó đói nữa trời ơi. Thôi vậy về ha. Dạ. Mẹ ba ý con dẫn mẹ vô nhức đầu mà mẹ dẫn con đi buồn ngủ. Dạ. Hồi xưa mình làm dâu nó khác với dâu bây giờ. Dạ. Thì có bà già chồng coi như lúc thì về là 60 mấy tuổi mà bả theo xưa mà là coi như sáng là phải dậy sớm quét nhà đồ này kia nọ làm công chuyện. Thủy thì nói nào ngay không biết làm cái vụ đó, sáng dậy cái kêu ông chồng dậy thật sớm ông chồng làm xong tới lúc mà vợ chồng dậy thì thấy đã xong công chuyện nghĩ là mình làm. Đó là một cái. Rồi một cái nữa là đi ăn hàng, mạnh dâu đi ăn hàng mà đâu có dám nói bà vợ chồng nghe, bà vợ chồng cũng đi lén nữa đi ăn hàng. Đó rồi cái về cái tới bữa cơm cái hai mẹ con không người nào ăn cơm nổi hết. Dọn mâm cơm lên thì có mình ông xã ăn à. Ông nói ủa sao má không ăn cơm, rồi bồ sao không ăn cơm. Nói em khó chịu, má thì nói tao nhức đầu. Chứ thật chất cả hai mẹ con đi ăn hàng rồi mà không có đi chung, đi riêng. Bả đi ra mới nói với cái chị kế bên á, bảy, tao nghi vợ thằng Thanh nè. Nó đi ăn hàng thành ra giờ nó đâu ăn cơm nổi. Cái chị kia chị mới mét, chị nói Thím Thanh nè, Thím Thành có đi ăn hàng không mà sao bữa nào bà hai bà cũng qua nói tôi nghe. Nói trời ơi chị ơi có mà đâu dám cho bà biết đâu, sợ bà la tiền làm cực khổ mà đi ăn hàng chỉ là phí. Rồi tưởng sao bữa đó trời dung rủi trời khiến mà bà mẹ chồng ngồi góc đó ăn bánh canh, con dâu ngồi đây ăn 4-5 chốc ngó qua ngó lại cái mình đang ăn cái chùi miệng cái thằng con quen. thằng con con trai mẹ bà nội kia. Rồi bà nội dòm qua thấy rồi cái cười thế chứ giờ biết sao giờ cười về. Từ đó thì sao là hai mẹ chồng đi ăn là phải đi chung với nhau, mẹ chồng nàng dâu đi chung đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe người thứ ba nói gì mẹ chồng nàng dâu nhé. Đôi khi gia đình có cái bất hòa giữa mẹ và vợ của tôi, đại khái như là nấu ăn này nọ, là nấu đồ ăn vợ tôi thì nấu hơi mặn, mẹ tôi thì ăn mặn không có được. Tại vì người lớn tuổi mà ăn mặn thì sẽ sợ lên máu. Thì đâm ra mẹ tôi la, vợ tôi lúc đầu không có hiểu được những cái sự việc đó. Cho nên vợ tôi rất là buồn. Buồn mà vợ tôi không có chịu nói. Chỉ nói thì mọi người dễ cư xử nhau. Vợ tôi chỉ buồn vô phòng này nọ, mặt buồn thôi.
Thì tôi đôi khi tôi làm về tôi thấy vậy, ăn cơm nọ xong tôi thấy vậy thì tới giờ tôi buồn, tôi không chở vợ tôi đi chơi. Giờ tôi nói vợ tôi ăn ngủ vợ tôi để chia sẻ, giờ tôi chỉ vợ tôi rồi cái đó là em không đúng, là em nấu đồ ăn thì mỗi người mỗi khẩu vị, thì nấu ngược lại thì mình nấu chung chung cho nó dễ ăn, ai ăn cũng được. Đó, vợ tôi để cho mọi người mỗi thoải mái, vợ tôi khỏi buồn phiền nhà mẹ tôi, chứ mẹ tôi cũng không có gọi là khó khăn gì lắm. Mà thật sự thì đôi khi mẹ tôi cũng khó khăn, ở nhà mới quét mới lau xong thì đi ra vô nó cũng sẽ có dơ. Mẹ tôi thì quay qua quay lại tưởng là không biết, chưa có quét nhà lau nhà mẹ tôi la, vợ tôi tức, vợ tôi khóc nói con có làm mà tại sao mẹ không có làm. Đôi khi gia đình nó cũng rất là khó những cái vấn đề đó, tại vì đôi bên nó không có được như ý, người làm người không thấy, hoặc là người thấy mà người không có làm, thì năm ra nó là như vậy. Gia đình bởi nhiều cái cũng khó khăn khó nói. Mới làm xong thì ra vô cũng dơ chứ. Trời, nó làm ẩu. Quét cái kiểu như quét cho có quét đó, nó quét thay vì quét nhà nữa chứ biết quét đường cái, chứ còn trong kẹt nó không móc. Thành thử ra khi mà mình đi mình thấy là mình phải móc cái trong ra, tại vì hồi nào giờ mình quét nhà là phải từ trong ra ngoài. Cô không cảm với con còn nhỏ quá. Thì đó, nhiều khi mình cũng suy nghĩ gì, thành thử ra mẹ con tôi mới sống được 3 năm. Cái chuyện mà mẹ chồng mình la mình á, có nào em nói lại không? Không lẽ cứ im ru hoài vậy hả? Thấy chưa? Không, mà không biết quý vị xem đài như thế nào nha, chứ anh Quyền Linh với lại cô Lê Lộc nha. Chứ thỉ hỏi thật sự mà nói á, có người dâu nào dám xin tiền bà già chồng chứ? Chỗ nào mà nó thân như vậy không? Đó, nhưng mà đây là Thủy rất hãnh diện, là Thủy có, là đây cô con dâu út à, giờ chồng chưa có về, không có tiền để mua cái đó ăn, thì dẫn lại nói mẹ đó cho con rồi đó 50% gì mua cái bánh pizza, ok thì liền. Cũng thân nhau vậy, thì cũng không có sợ đâu, xin là không sợ đúng không đó. Là cứ cởi mở vậy đó, thành thử ra thấy gia đình mình, thấy cái cuộc sống của mình bây giờ nó khác cái thời hồi mà mình làm dâu. Rồi cô cũng có gì vậy con cái rõ ràng cho nó đỡ, có bởi vì còn trẻ quá. Thôi, cảm ơn cô rất nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn em nha. Nhưng nhớ có chuyện gì thì cũng chia sẻ với mẹ nha. Đừng có lúc nào cũng mẹ cô có muốn mong muốn con mình thay đổi gì, cô nói luôn trong ngày hôm nay luôn. Dạ thì nói đúng ra thì cũng cảm ơn cái chương trình này. Những cô dâu nào mà hiện tại giờ không có ở đây thì có thể là coi cái chương trình này mà thông cảm cho mẹ. Em có hứa gì với mẹ không? Nói đi. Dạ, em hứa là đến nay chứ là coi như là siêng năng hơn. Với là mong mẹ là có sức khỏe nhiều. Mẹ sống lâu với con cháu. Thầy chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi êm ấm, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha.